nay trong clip này tôi sẽ hướng dẫn kiểm tra vong nhập hay là ma ám từ xa. Có một bạn bảo là tự nhiên dạo này gần đây đấy thì bạn ấy không thích chồng con nữa, thì không biết là có phải do ma ám hay không, vong nhập hay không. Thì tôi mới bảo bạn là chụp cái ảnh gửi cho tôi thì tôi kiểm tra, thì bạn cũng mới gửi đây rồi. Thì bây giờ tôi sẽ lấy cái đo xem là có bị âm hay không. Thì cái cách đo, nếu mà các bạn xem những cái clip trước thì cũng biết rồi, chúng ta cứ dựng cái ảnh này lên, đúng không, dựng cái ảnh này lên và chúng ta đo thôi. Đo được khách quan và chính xác thì các bạn nên bỏ những cái phù đằng sau, vì những cái phù đằng sau năng lượng nó dương rất là cao, nó dương rất là cao sẽ ảnh hưởng đến, nên là chúng ta bỏ hết ra. Đây. Chăn sóng dán vào rồi thì không cần thiết nhé. Và bây giờ các bạn đo, các bạn nếu mà xem những cái clip trước thì biết cái chăn sóng nó dán ở đây bình thường là điện thoại nó sẽ dương, tuy nhiên là cái ảnh này hiện lên thì chúng ta đo cái ảnh nữa. Đây, tôi không cho các bạn xem cụ thể để bảo vệ bí mật. Đây, tôi sẽ để như thế này. Các bạn dựng lên và đưa cái tầm long vào. Nếu mà nó dương có nghĩa là người ta khỏe mạnh không làm sao, và nếu mà nó vào âm thì có nghĩa là gì ạ? Là bị âm. Bị âm thì như tôi nói rồi, người mà bị âm thì có thể là bị vong nhập, có thể là ma ám rồi, hoặc là có thể bị bệnh lâu ngày, đúng không? Có nhiều lý do. Nó hơi trơn nhưng mà thôi, đứng như thế là được rồi. Cái tôi mua phải cái nam châm xịn nữa nên nó hút rất là mạnh. Cậy mãi không ra. Thông thường là chúng ta cứ đưa thẳng vào giữa, đưa thẳng vào giữa đây, nó hơi kéo sang, hơi đẩy sang bên này thì chúng ta để sang bên này thì biết là nó kéo vào này, nó kéo sang bên trái, giật sang trái, có nghĩa là có âm. À, đưa vào đây là nó bị đẩy lệch ra, tức là lúc nào nó kéo chéo sang đây. Đấy, kéo chéo này, đấy các bạn thấy chéo, đưa góc độ nào cũng chéo, có nghĩa là người này là đang bị nhiễm âm. Nhiễm âm nha các bạn, nhiễm âm. Và với như này thì bao giờ các bạn, như tôi nói ở những cái clip trước, là các bạn đưa lên thẳng lên trên thì nó mới có âm, chứ không phải là giờ ở ngoài này mà quay, có nghĩa là các bạn đo chưa chính xác. Đấy, đấy là một cái cách cơ bản để xem một người có bị nhiễm âm hay không. Sau khi đo thấy âm thì tôi cũng nhắn lại với bạn này bị âm, thì bạn ấy bảo là bởi vậy là họ thấy tâm tánh thay đổi, tự nhiên hết thương chồng con, thấy mình như xác không hồn, hồn của ai, không có chỗ nương tựa. Đấy, tức là khi bị âm vong nguy hiểm như thế các bạn. Thì với trường hợp âm này thì thường là dùng cái hộ thân phù này là có thể hóa giải được hết các bạn. Khi mình mang bên người thì cái trường khí âm thấy cái năng lượng dương là mạnh là tự sẽ thoát đi. Đấy là một cái cách hóa giải đơn giản và hiệu quả nhất. Hiệu quả, tôi nói vẫn nói là hiệu quả nhất. Các bạn đừng tin nhiều thầy cứ đến các thầy dùng tay phù phép để đuổi. Những cái kiểu làm đấy tôi đã thử rồi, và tôi kể câu chuyện để các bạn hình dung như thế này này. Trước đây tôi cũng giống nhiều thầy dân gian, là khi mình đến một khu đất hoặc thấy một người bị âm thì mình lấy tay mình giơ lên, mình đẩy khí mình đuổi. Nhưng các bạn nên hình dung rằng các thầy thì cứ đẩy thấy cho oai cho sướng, các thầy không nghĩ đến hậu quả. Còn tôi thì làm gì tôi cũng có máy móc tôi đo đạc. Nhưng khi tôi đẩy xong thì tôi đo đất này có dương, nhưng mà sau đấy mấy ngày thì tôi cảm nhận là có trục trặc, có điều bất thường. Tôi quay trở lại khu đất đo thì tôi thấy là cái khu này nó lại âm mạnh hơn rất nhiều, rất nhiều. Thì lúc đấy tôi mới hình dung là hóa ra là cái cách mà mọi người dùng khí dương
cách mà người dùng khí dương để đuổi nó chỉ tức thời. Tức là bạn gần như tưởng tượng là cái vong âm đang ở đây và bạn bất ngờ bạn đạp phát cho người ta bắn ra khỏi mảnh đất. Nhưng khi người ta hồi tỉnh lại, người ta quay lại thì sao? Nó sẽ phá cho bạn tan nát luôn, vì người ta là lực lượng bóng tối, bạn là ngoài sáng. Và cái người trong tối người ta đánh thì bao giờ cũng thắng cái ông ở ngoài sáng. Đấy là cái điều hiển nhiên. Nên cái phương pháp mà các thầy cứ đứng giơ tay hơ chân rồi cầm tay vẽ cái bùa chú hoặc cầm que hương, nó đều không tác dụng và đều phản tác dụng. Đều phản tác dụng các bạn nhé. Chỉ có bạn một là dùng vòng thạch anh linh, nhưng mà vòng thạch anh linh sẽ không mạnh bằng cái phù này, vì phù này là nó chứa rất nhiều linh phù, vừa có trường khí cao đuổi vong một cách tự nhiên và vừa làm cho vong sợ không dám lại gần. Đấy là cái cách hiệu quả nhất. Còn đối với cái cách dân gian cứ đuổi vong phát thì chỉ mấy ngày sau vong sẽ quay lại phá, nguy hiểm hơn rất nhiều các bạn. Chúng ta không dùng cái phương pháp đuổi vong hoặc trừ vong hay khử vong, các bạn không dùng những cái phương pháp thông thường được. Như tôi nói là kể cả các sư thầy mà bảo là dùng để bắt vong, nhốt vong, các thầy không bắt được đâu, không bắt được đâu các bạn. Chỉ có cái phù hộ thân, thần phù này mới có thể giúp vong ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Tôi nói đến từ hiệu quả có nghĩa là nó rất hiệu nghiệm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.